Và khi có những nghĩa như thế thì các em có thể giải được bài hoặc hiểu bài một cách rõ ràng. Còn nhiều em không biết nghĩa này, cái giải lung tung một câu đang cái gì tự nhiên nhảy vô, thì là trong bàn tiệc uống rượu nhảy vô là lại lại là tinh thần hay là lại ma quỷ chẳng hạn, không được, nghĩa là rượu mạnh chẳng hạn. Đấy, như vậy, như vậy trong những cái từ đó nhé, thì một số cái danh từ nó có những hiểu nghĩa mà về số nhiều nó mới đổi qua như thế, thì các em lưu ý. Và thầy cũng nhắc lại các em nên ghi vào sổ tay. Đấy, thí dụ chữ custom ghi vào cả ba nghĩa của nó, cả hai nghĩa của nó, cả ba nghĩa thì đủ thứ vào. Letter và spirit cũng thế. Ghi thẳng vào sổ tay các em. Đó là cái mà cách học tốt nhất. Ngay bây giờ các em mở sổ tay ra vào ghi chữ custom, hai chấm phong tục, hoặc phẩy một cái thuế nhập cảnh. Thế thôi. Và thứ hai, letter. Ngoài trừ những bức thư ra, và số nhiều vào như gì? Chữ viết hoặc là chữ văn học em cho vào để có nhiều cái mà định lượng, hoặc là spirits như thế mà ngoặc ra linh hồn ma quỷ, hay nghĩa đầu tiên em là tinh thần nhỉ? Tinh thần hay là rồi linh hồn ma quỷ hoặc là gì rượu mạnh, cho nghĩ vào để em biết nó có những nghĩa đấy, và ta xem đi xem lại nhiều lần ta sẽ biết được và ta nhớ được ngay. Em chịu khó ghi vào, và những từ ở trên vừa rồi thầy với hướng dẫn các em, các em cũng ghi lại để vào, bởi vì không thể xem một chút xíu mà nhớ được đâu các em. Trên bảng các em đang nhìn, đang xem theo dõi chương trình chẳng hạn, các em không thể nhớ được. Cho nên là thầy khuyên là hãy viết lại từng từ một vào trong vở quyển sổ. Có thế các em mới có làm cái cơ bản để thêm vào. Ở trong kỳ các bài tới thầy sẽ cho thêm một số từ nữa để chúng ta làm bài. Và như thế mình hiểu được vấn đề hơn. Nhưng trước mắt các em phải học trước đã, học cơ bản trước đã, và ghi từ nghĩa vào, từ và các nghĩa của nó vào. Nhớ các em, chịu khó ghi vào các em thì các em sẽ đạt được hiệu quả cao. Ta sẽ qua phần kế tiếp trước khi mình ôn tập. Đây. Rồi, câu hỏi số 15 là các em. Now switch name the people ending in CX, SX, SF, ESE have the same form in both number. Có nghĩa là những danh từ mà cái tên của mà là cái danh từ mà đặt tên cho một dân tộc, những dân tộc tận cùng một chữ CH, SH, SH, ESE đấy, thì have the same form, có cùng một hình thức cho cả hai số suýt số nhiều như nhau. Đấy, những cái này phải cẩn thận, cả hai số như nhau, không thêm bớt gì hết. Ở danh từ nhá, cho tên của một con người, một dân tộc thì cho vào đặt tên của nó. Thí dụ, suy và suy nhiều, ở Dutch, một người Hà Lan chẳng hạn, hai người Hà Lan, chủ Dutch, không thêm ES vào mặt từ tận cùng CH, không thêm CH vào nhé. Ở French, một người Pháp chẳng hạn, hai người Pháp, two French. Đấy, không thêm gì hết. Một người Anh, ở English, hai người Anh, two English. Như nguyên các em nhé. Ở Swiss, người Thụy Sĩ chẳng hạn, hai người Thụy Sĩ, two Swiss. Ở Japanese, một người Nhật Bản, two Japanese, hai người Nhật Bản. Hay người Việt Nam mình này, ở Việt Nam Mỹ, một người Việt Nam, bây giờ two Vietnamese, hai người Việt Nam. Không thêm cái gì hết các em nhé. Mà tận cùng bằng chữ đó, CHNHSESE, thì những từ đó không thêm gì hết. Nhớ từ đó cho các em. Cho nên cẩn thận, và không thêm gì hết những từ đấy. Mà tận cùng bằng chữ đấy. Đó là cái ghi chú sát cận kề với đấy cho các em. Để thầy sẽ ôn lại các em xem lại một lần. Là những cái đó, các em phải ghi chú vào. Là những từ này. Các em lấy vở ra ghi mau, ghi vào để ta nhớ được. Chỉ có ghi mới nhớ được thôi. Chứ các em nhìn đến bảng thì để xem thôi, giống như là cứ ngồi xem hoa. Để xuống, ghi vào. Đó là các em ngắt hoa, hái hoa, xem hoa như thế nào thì phải ghi vào. Đây các em nhé. Đó là phần số 15 để chúng thầy sẽ qua phần khác. Nhưng mà trước khi thầy ôn tập lại một lần cho các em. Nhớ các em. Ta qua phần kế tiếp đây kia này. Những phần này là các em. Đấy nhé. Là gì? Câu 16 là gì? Nào những danh từ which are from foreign languages. Những từ mà nó xuất phát từ foreign languages là gì? Là những ngôn ngữ của nước ngoài. Foreign languages, ngôn ngữ nước ngoài. Thì keep their foreign plural form. Thì giữ thì nào? Giữ hình thức số nhiều của nước ngoài của đó. Giữ nguyên hình thức của đó. Hoặc là giữ hình thức của đó. Đây. Ví dụ thế các em nhìn vô. Singular. Singular. Số ít, plural số nhiều. Tiếng Latin đó các em. Đấy, cái tiếng của nó là agendum,
Thì số nhiều là agenda, lịch trình. Focus, tập trung là số nhiều, sự tập trung, forces, ví dụ số nhiều. Tiếng của nó, tiếng Latin phải giữ nguyên tiếng của nó, giữ nguyên hình thức của số nhiều của nó. Tiếng Latin là số nhiều đấy kìa. Thì ta âm đổi thành A, đó là tiếng của nó. Số nhiều đó ta không giữ, ta giữ nguyên của nó, không đổi. Hoặc rich, tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Analyst, số nhiều, analyze, y nguyên như thế, đổi nguyên. Hoặc là basis, đổi thành basis. Đổi y thành, đổi chữ I thành chữ y là đó. Giữ nguyên của nó số nhiều, ta không đổi kèm nhé. Hoặc tiếng Pháp chẳng hạn, chữ mô là cái đẹp, most, số nhiều của nó, những cái đẹp, những vẻ đẹp. Hoặc là gì, bureau là cái bản giấy, thêm x vào, bureaus, là tiếng Pháp, số ít bên này, số nhiều bên kia. Thì khi mình áp dụng một trong tiếng Anh, mượn một số tiếng nước ngoài vô, thì giữ nguyên như thế, số ít cũng vậy, mà số nhiều cũng thế, không thay đổi, áp dụng vào trong đó. Như vậy, một trong luật của nó là gì? Là cái danh từ nào mà xuất phát từ tiếng nước ngoài thì vẫn giữ nguyên hình thức của nó, của tiếng nước ngoài đó, đổi vô và thay sang số nhiều giữ nguyên như thế, không đổi, tùy theo thứ tiếng. Ok, như trên bảng thì đưa cho các em 3 thứ tiếng và các em nhìn thấy. Chứ đừng có đổi thêm, đừng có adjunct âm thêm S vào, hay lưu M tận cùng là phụ âm thêm S vào, không được. Và cũng chính vì thế, đây là những cái mà người ta, các thầy trên ra đề thi, coi chừng hay nhắm vào. Đấy kìa, phải ghi chú ở đấy. Vậy các em cũng lấy bút ra ghi chú ngay những phần này. Đấy, không thể lơ là được, bởi vì rất là bẫy vô cùng. Ví dụ chú focus ở trên, rất nhiều em chép thêm IF ở đằng sau. Rất nhiều em chép thêm IF đằng sau. Cái từ ghi là analysis cũng được, thêm IF đằng sau cũng được. Đấy, nhưng mà cẩn thận, y giấy gắn đổi thành y đấy. Hơn là các em, phải cẩn thận. Hoặc basis, đấy, không thể mà thêm IF đằng sau được, các em nhé. Đó. Hoặc là chữ bô ở dưới đằng hàng. Thì các em nhiều em phải thêm S vào không chừng. Cẩn thận, video là bản giấy nhiều em nghe được, thêm S vào không được. Như vậy các em nên ghi vào kèm để muốn có điểm cao. Và thường ra đây thi mà các chuyển có số nhiều, ít số nhiều, các thầy cô lại nhắm vào này nhiều hơn. Đấy kèm nhé. Vậy hãy nghe lời thầy, ghi vào cẩn thận. Những cái này hết sức là riêng tư và riêng biệt. Riêng tư ở chỗ là các em phải ghi vào tự riêng mình. Và những cái phần riêng của nó thì ghi vào để mà nhớ. Không thể nhìn qua mà nhớ được đâu các em. Có thể hôm nay nhớ mà mai chắc chắn được quên liền. Ghi vào để đâu cái mở ra, đấy là những hình thức danh từ. Mà ghi tựa đề là những danh từ mà từ những từ tiếng nước ngoài thì giữ nguyên tiếng của nó, đổi qua tiếng số nhiều trong tiếng của nó, chuyển qua tiếng Anh giống y như thế. Đó là phần 16 mà thầy vừa đi qua để chúng ta nắm được hết tất cả phần ở trên.